chay được nấu tại đây. Mùi vị thì nó rất là thơm và nguyên liệu đơn giản chỉ có một tẩu cà chít rồi tẩu mực đi với các loại rau như thế thôi. Nhưng mà ăn thì mình không biết nha, mình sẽ thử, mình sẽ lật lên từ từ cho quý vị thấy cọng bún như là cọng bún cội thông thường và các loại rau cũng bình thường thôi. Nhưng mà do là hôm chay trường nên mọi thứ gọi là chay không được hết. Khi nào quý vị có dịp đi qua chùa Quan Âm ở trên đường Nguyễn Tốc thì đường số 8 đường Nguyễn Tốc và đường Tích